Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả, thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ôm em trong vòng tay âu yếm hơn. Cả nguồn sóng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến là chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhặt đưa đón buổi chiều. Môi san thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ôm em trong vòng tay âu yếm hơn. Cả nguồn sóng bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái.